À, anh em mình chuẩn bị đi nha. Đồ nhiều chứ ai? Sách nhiều đồ vậy. Đồ đây, đồ qua đây. Đồ ăn miếng caramel, hai caramel nè. Đồ quần mình có mỗi giỏ đây thôi mà hai caramel này mang đồ nhiều vậy. Caramel. Anh em thấy cái cảnh hoang tàn này, mới biết được là những bộ đội chiến sĩ hậu cần địa phương. Nãy là kêu vô ống rồi quên rồi không ấy là làm bây giờ là phải dùng bọc ấy mà nó đút cái chân này vào đây. Hơn 20 cây nữa là tới Nàng Nụ. Trong quá trình đi thì giờ ghé vào đây là tụi mình xin giấy phép để đi vô trong Nàng Nụ. Thôi chào mọi người nhá. Chào mọi người. Rồi cũng như hẹn thì bây giờ là cũng chuẩn bị bên râu và thú cụt một chân là đi lên sân bay cùng với có hẹn với lại em Nam Liệt đúng không? Yeah. Anh em Nam Liệt đó thì với sự nhã ý của em Tú Cụt Chân và em Nam Liệt thì với Minh Râu thì ba anh em cùng đồng hành thì như cá nhân ba anh em mà bỏ riêng ra thì nó khoảng tầm hơn 100 thôi. Nhưng mà thôi anh em kêu gọi mỗi người một ít nữa thì cũng được chắc khoảng hơn 300 rồi em nhờ. Yeah. Thì thôi vì tinh thần tương thân tương ái. Thì thôi thì mình cũng khó khăn. Em Tú Cụt này tuy em cũng có một chân thôi mà em cũng rất là nghị lực. Thôi thì vì tinh thần tương thân tương ái thì mình cũng không có giàu có gì hết. Thôi mình bỏ cá nhân của mình ra được 20 triệu. Và mình cũng kêu gọi thêm cũng được khoảng tầm hơn 100 triệu nữa. Và ba anh em kêu gọi được chắc khoảng tầm hơn 300 triệu. Thì ba anh em quyết định cùng nhau đi ra đó. Mà đợt này đi hơi vất vả chú em ạ. Dạ em cũng xác định rồi anh ạ. Mình đi là mình đi đến bản ấy, chứ không phải đi đến tới thành phố rồi mình mà đưa tiền xong rồi mình chụp quay phim chụp hình xong mình về đâu. Đúng anh, em cũng xác định rồi. Tại vì chuyến đi này là em cũng xác định là nó rất là gian nan vất vả. Nhưng mà đúng là thực ra thì em Tú cũng không xác định đi. Đấy, em Tú cũng đã gửi tiền ra ngoài Bắc để chung tay với các anh các chị ngoài đấy để hỗ trợ cho đồng bào ngoài đó rồi. Nhưng mà em thấy xem những cái clip đó thì em thấy rằng là mình không thể là cầm được lòng của mình. Và mình quyết định xuống là nói anh Minh rằng anh Minh ơi, anh em mình đi ra ngoài đấy hỗ trợ một chuyến đi. Nên anh Minh bảo như bây giờ thì ba anh em mà có chung tay vào với nhau nó chỉ được khoảng tầm mấy chục thôi thì ra ngoài đó không có bó bèn gì cả đó. Tại vì bây giờ tàu xe đi lại nọ kia nữa thì em ấy bảo anh Minh là thôi vậy bây giờ nó cũng chưa muộn lắm thì anh em mình có thể là kêu gọi mọi người chung tay một ít. Còn đâu thì lúc đó bắt đầu hai anh em bắt đầu lên cái ý tưởng như vậy thì được cái sự đồng hành của anh Nam máy bay nữa thì Nam máy bay bổ là nếu mà bây giờ mà kêu gọi lên thì mà tiền vé máy bay là tiền đi lại vé máy bay hỗ trợ vé máy bay là anh Nam lo hết cho cả ba anh em ra luôn. Thế là mấy anh em mình quyết định tiến triển là kêu gọi và ngày hôm nay thì sau 5 ngày nhỉ, 5 ngày kêu gọi thì ba anh em cũng được khoảng tầm hơn 300 rồi. Thì bây giờ ngày hôm nay anh em quyết định là đi ra ngoài đó để trực tiếp xuống để hỗ trợ cho đồng bào. Đối với anh em tụi em giống như là kể cả là 1.000 nhưng mà đến tay được bà con, đó là cái điều bọn em mong đợi tới và bọn em hy vọng tới về những điều đó. Còn bây giờ nhiều khi bọn em gửi thì đơn giản thôi đúng cả nhà mình, nhưng mà thôi đi nhở. Anh đi nhá, cố gắng để cũng quan như thế nào thì nữa thì cũng phải cố gắng. Cảm ơn được sự hỗ trợ của xe đưa rước cho sân bay Biên Hòa Sài Gòn Dũng Minh Thư. Cảm ơn em nhiều đã tài trợ cho tụi anh. Đây là trụ sở chính của mình thôi, mình đâu chúng chào mọi người thôi. Mấy mẹ con ở nhà bên An nhá. Ở nhà đó mình đi nhưng mà mình vẫn điều hàng về cho vợ bán và người phụ bán, nhưng mà chỉ có điều là miễn phí rau thì tạm ngưng một thời gian nhé em nhá. Thôi ok, có hôn vợ chồng cái đi không? Thôi đi. Nói chuyện này đi mưa lũ cuốn đi luôn ra Trung Quốc luôn thôi, sao? Thôi đừng có nói. Sợ đi được con Khang nó cuốn thôi chứ còn. Thôi ở nhà nhá. Cái gì gửi thằng hàng xóm rồi đấy. Có gì thôi anh em mình đi thôi. Gửi hàng với hàng xóm hay là gửi vợ? Chào mọi người nha. Minh Râu và em Tú và ôi tài xế rồi. Tài xế đi ạ. Cảm ơn em tài xế đã tài trợ ông Dũng. Dũng gì rồi? Dũng Yến gì phải không? Minh Thư gì? Dũng Minh Thư tài xế xe đã hỗ trợ cho anh em từ Biên Hòa về Biên Hòa, và khi nào về từ sân bay về Biên Hòa cũng liên lạc với em đấy để hỗ trợ miễn phí cho anh em. Bây giờ là Minh Râu và em Tú cụt một chân cũng đã đến sân bay rồi. Bây giờ chuẩn bị vô phòng chờ rồi anh em mình đi làm thủ tục thì lên vé máy bay.
À, anh em mình chuẩn bị đi nha. Đồ nhiều chứ ai? Sách nhiều đồ vậy. Đồ này đồ của ai đây? Đồ của thằng Caramel đấy. Đồ miếng Caramel, 2 Caramel nè. Đồ của anh mình có mỗi giỏ đây thôi mà 2 Caramel này mang đồ nhiều vậy. Caramel mà không chịu sách giỏ cho người khuyết tật nữa. Ừ. Ủa cái này mở lên sao? À ảnh xuống kéo đây nè. Mở anh đi khuyết tật đi. Má. Thợ thật. Rồi. Đây có cái đường dành cho người khuyết tật ông Tú? Có chứ anh. Có hả? Ơ, à, chào. Bánh rau hả? Dạ dạ chào anh. Dạ 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 dạ. Dạ 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 dạ. Hôm nay lên đây cũng gặp người Nhật Nam Minh đâu đấy, Nhật Nam Minh rơi xuống nữa được đấy. Dạ bây giờ mình vô quầy check in vé máy bay nha. Nói chung là vé máy bay đã được em Tú lộn em Nam cụt lộn em Nam Liệt hay dò hỗ trợ rồi. Vé máy bay khứ hồi. Không rảnh. Mã nào đâu? À trong cái đấy hả? À rồi rồi. Biết Nam không? Làm thủ tục chưa anh? Chưa, đang chờ. Chỗ đoàn anh Nam đúng không? À đúng rồi, đúng rồi. Đi chơi. Hello cả nhà nhé. Em đang Tú đang làm trong quầy thủ tục. Thì như những người mà khuyết tật như em Tú thường thường thì các chị là sẽ hỗ trợ xe lăn và đẩy em Tú lên trên phòng chờ nhé. Tất cả mọi thứ là nhờ vào tất cả nhân viên của sân bay họ giúp mình hết nhé. Dạ. Mình còn ai chưa tới không? Không còn chị ạ, đủ hết rồi chị. Dạ dạ. Dạ ok. Hello cả nhà mình nha, bây giờ là các anh em ở bên sân bay hỗ trợ cho em Tú và anh Minh để lên qua bên chỗ kiểm soát an ninh nhá. Là tôi lên phòng chờ là chờ lên giờ bay này em Tú ra sân bay thôi. Đấy mọi người thấy không? Những người khuyết tật như em Tú này thì có rất là nhiều lợi thế. Đi đi đường lối riêng. Đi đến tầng 2 đúng không anh? Tầng 1 cũng được lợi thế kéo thêm hả? Đây 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 đây. Anh đợi một chút nhé, không phải bạn đi đang chạy ra đây luôn. Không để cho ông anh đẩy được. Thế là anh cuộc đời anh chỉ đi lùi thôi à? Thế là anh cũng hello cả nhà mình nhá. Hiện tại bây giờ thì em Tú cùng với anh Nam cùng với anh Minh Dâu hiện tại đã đang di chuyển đi xuống cái sân bay nhá. Và những người khuyết tật như bọn em thì được rất nhiều ở sân bay các anh chị em nhân viên là phục vụ rất là nhiệt tình, và đặc biệt rằng hôm nay lần đầu tiên được một chị hot girl rất là xinh gái nhá. Tất nhiên lần này là khả năng là lần này vào là khả năng là em Tú là ra bắc dài dài ấy. Chậu em này chưa được. Công nhân quay lưng lại đi luôn mà. Cầu đi. Đấy. Ủa em tên gì em? Em. Ừ. Em Trang à? Có mỗi một chân thôi một con. Thôi em hỏi thăm em tên gì thôi chứ đâu. Chào bà con, chào cả nhà nhá. Hiện tại thì anh em mình vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và đang di chuyển ra ngoài xe để chạy thẳng lên Lào Cai để sáng ngày mai để đến điểm bị ngập lụt để trao quà cho bà con ở trên làng Mủ ở Lào Cai nhé mọi người. Anh em đã hạ cánh an toàn rồi. Nói chung là chuyến đi của ba anh em đã hạ cánh an toàn rồi. Tụi em là di chuyển xuống dưới làng Nủ của Lào Cai thì thực sự là còn chưa biết thế nào nhá. Anh cũng đang đầu người ta, anh cũng biết vậy để cho hai chú ở nhà. Tinh thần bây giờ lên đấy là biết làm sao đâu. Thôi nói chung thì trong tưởng tượng của em Tú thì là tức là một bức tranh vẫn còn rất là đẹp. Thôi ngày mai thì cả nhà cùng theo chân em để trải nghiệm tùy nhé. Tùy cơ biến á, bước okay. Đi biến đấy anh em ạ. Nói chung anh em mình nên là trải nghiệm coi như là nên là như thế nào. Trong quá trình đi này anh em có thể vui đùa là khi đi tới nơi là thấy cả tăng phơi ngày hôm đấy mới còn sức mà vui không vui nổi ở trong cái lúc đang di chuyển thì anh em mình có thể là còn vui đùa nó kia được chứ thực ra nói thì khi lên đó thì cũng chào anh em nhá. Hiện tại thì anh em mình vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và anh em mình đang cui con xe chiến mã của mình nhá, con limousine hai cửa nhá mọi người. Ra ngoài Hà Nội mà em nào mà có nhu cầu mời anh đi uống cà phê thì anh phi tới nhá. Mũi trần đấy, mũi trần con limousine ấy đang bốc xuôi nha anh em, đang bốc xuôi nhá, đang chuẩn bị bốc xuôi đấy, hai đệ đang bốc xuôi.
chào anh em nhá. Anh em mình bắt đầu di chuyển ra ngoài xe để đi lên trên Lào Cai bây giờ nha mọi người. Bụng thì đói này, người thì mệt này, nhưng mà mọi người rất là vui và rất là phấn khởi. Mới ăn hai con gà rồi đói gì nữa. Chào mọi người nhá. Sáng nay là bây giờ là anh em chuẩn bị xuất phát lên điểm đến Nàng Lũ trong Lào Cai. Đêm hôm qua là gần 3 giờ sáng mới lên tới đây rồi, anh em đến chỗ đây nghỉ ngơi rồi. Hôm nay là được chủ khách sạn này, nhà nghỉ này là tài trợ bữa ăn sáng và cho anh em các đoàn giờ bắt đầu đi. Tất cả tiền phòng và đồ ấy là đều được cô chủ, bà chủ hỗ trợ. Rồi tụi con cảm ơn sự hỗ trợ của bà nhiều nha. Rồi chúc bà sức khỏe nha. Dạ, lần sau con sẽ mang nhiều rau ra. Dạ, sao nhận ra con được hai bài? Xem ở trên YouTube. Dạ, rồi, hôm nay anh em tụi con thì sắp xếp hẹn nhau thì lên đây một phần nào đó để hỗ trợ khắc phục. Rồi vừa hữu duyên gặp U, cảm ơn U nhiều nha. U này hỗ trợ tiền phòng rồi tiền ăn uống cho tụi con luôn. Rồi chúc sư U sức khỏe nhá. Dạ. Okay. Mai mốt có duyên tụi con sẽ ghé đây thăm U tiếp nha, U nhá. Rồi giờ tụi con anh em ở Biên Hòa, Sài Gòn, Nam Định, tứ phương đều có hết. Thôi bây giờ anh em trong nhóm bắt đầu chuẩn bị xuất phát đi cho kịp giờ nhá. Từ đây vào trong đấy nó khoảng tầm mấy tiếng đồng hồ á, tại vì đường cũng hẹp hòi. Đấy là rất là đâm ra anh em phải xuống đi mua ổng đây. Ổng xuống mà biết thằng này giờ mua một chiếc người ta có mua bán không cái này? Em chỉ đi một chiếc thôi chứ em không đi một cái thôi, em không đi mua đôi đâu. Cô ơi, có bán một chiếc không? Anh mua một cái thôi. Một chiếc thôi. Bán được một chiếc thôi, để cô có một chiếc thôi. Bán một chiếc thôi nhá. Để lại chiếc. Người khác đây cô. 6 đôi lam em ơi, 6 đôi lam, 4 đôi lam. Đeo luôn đấy, đeo luôn đấy. Mình mua ổng nhá, ổng để tí nữa vào vào vùng ngũ. Anh Minh thử đi. Hay anh mua một chân trái thôi, em đeo một chân phải. Ờ, vậy cũng được. Đeo một chân thôi. Cái này cỡ này nhỏ rồi. Nó sai hả? Khả năng mình không đi được ổng rồi. Chân mình nhỏ lắm. Được thì anh Minh vô được. Được. Chân anh Minh như chân vừa được. Chân trâu. Ôi sao anh vậy? Đi lộn chân vậy, em đi chân trái mà. Anh đây. Anh tìm luôn. À, anh đi một chân trái thôi, để em chơi chân phải. Mà thôi em đi cái đấy đi, anh đi một chiếc cũng được không sao đâu. Một chiếc. Một chân mình đi ổng chân đi dép. À một chân đi ổng chân đi dép. Nam hỏi anh em đi sai nhiêu cho anh em thôi. Nam Điệt hay dò cơ. Ủa, sáng giờ có quay gì cho Nam không? Ok nhỉ? Được. Được, vừa, ok. Thôi vậy được rồi, anh với thằng Tú đi một đôi rồi. Đi luôn đi. Dép này để anh cầm cho. Ok. Thằng Tú đi nào nhỉ? Không trả tiền anh. Quên. Nãy trong quá trình trên đường đến đây thì tụi mình đã đến trung tâm huyện Bảo Yên rồi. Còn khoảng tầm hơn 20 cây nữa là tới Nàng Nụ. Trong quá trình đi thì giờ ghé vào đây là tụi mình xin giấy phép để đi vô trong Nàng Nụ. Trong quá trình đi nãy giờ là rất là nhiều điểm bị sạt nở rất là ấy, mà được dọn dẹp đi tạm cũng được. Một số đoạn đường đi gần nhất thì là sạt nở nặng thì không đi được rồi, giờ mình phải đi đường vòng. Đây là về đây mình thấy là những binh chủng đặc công rất là nhiều nơi ở tỉnh Bình Dương. Đúng rồi, thế là các chiến sĩ cán bộ đang trung chuyển vào trong đây, địa điểm tập kết hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ, đều là thực phẩm rồi nhu yếu phẩm rất là nhiều. Rồi giờ là các cán bộ chiến sĩ, các bộ đội chiến sĩ đang bộ đội đặc công không, đang vận chuyển hàng hóa đến cho những người dân này. Rất là nhiều nhu yếu phẩm, rất là đông. Bây giờ mọi người đến đây là phải có giấy phép thì mới được phép vô trong đấy. Để giờ tụi mình đang vô trong này xin giấy phép đây. Điểm tập kết đó là hàng hóa rất là nhiều. Hello nhà mình nhá. Hiện tại em Tú đã tới đây là xã Bảo Yên đúng không nhỉ? Chúng ta. Thì bây giờ bọn em Tú muốn vào Bảo Yên, ủy ban Bảo Yên thì bọn em Tú đang chuẩn bị vào xin giấy để vào trực tiếp Làng Nụ để hỗ trợ tiền để cho khắc phục hậu quả nhé. Để mọi người nhìn thấy rằng
vật phẩm mà tất cả các thứ mọi người hỗ trợ quá nhiều luôn. Vừa đấy vừa đi đường có một anh cũng chở hàng, anh bảo là ở làng nổ bây giờ gần như là dư lương thực thực phẩm rồi. Bây giờ chỉ thiếu tiền thôi. Đấy. Đấy, cái nhà thấy không? Đấy các bác anh em quân đội đang hỗ trợ đấy. Hỗ trợ chuyển gạo vào để chuyển tới các hộ trong làng nổ. Anh ấy trẻ đấy. Đồ quá trời. Quá nhiều đồ rồi. Đây, chiếu chăn này, sữa này. Sữa. Không thiếu cái gì hết. Bánh mì. Rồi bây giờ anh em đã tới làng nổ rồi. Mà anh em coi ngoại quan xe bây giờ là tình hình là bị sự cố rồi. Có thể là phải mọi người phải đẩy phụ á. Đẩy phụ xe ô tô lên đi nhỉ. Có à? Ừ. Đó. Khu ở đây mùi hơi nặng mùi ha. Có lẽ là mùi xác của đó. Ừ. Ừ. Xe gặp sự cố rồi. À, nãy là kêu vô ống rồi quên rồi không ấy rồi làm bây giờ phải dùng bọc ấy bạn đó. Nó đút cái chân này vào đây. Ừ. Giờ thôi có sao sao vậy đi. Dục ủng trên xe hay sao vậy? Xe vô mất rồi. Xe vô mất rồi. Ừ. Giờ anh em mà bắt đầu hành trình bước vô trong làng đây. Cột chắc chắc tí cứ đi tí là rút tuột ra. Đây anh em tụi mình đã tới làng nổ rồi. Cái này là cái cuối của cái làng nổ thôi. Ở trên kia là nghe một số người nói là ở trên kia kìa, nó mới sụp đồi xuống rồi nó tràn xuống, đây là cuối. Bây giờ là hành trình anh em đang nội bộ đi vô tới bên trong bản, vô trong làng coi như thế nào. Ở trong này thì cũng chia sẻ với mọi người là nó hơi nặng mùi, thành ra là anh em phải đeo khẩu trang vào, mang ủng vào. Xe thì hôm nay gặp sự cố rồi. Ở đây thì chắc có lẽ là những ngày vừa rồi là do mùi hôi này là do là mùi rất là hôi anh em ạ. Do là chắc có thể là xác tử thi và động vật vùi lấp ở trong đất bùn này nhiều ngày rồi. Bây giờ anh em bắt đầu vô đây. Trong quá trình đi ấy có gì anh em góp ý giùm mình đâu nhé. Nói chung là cũng lần đầu tiên đi kêu gọi và đi thiện nguyện trong vùng sâu như thế này. Anh em thấy cái cảnh hoang tàn này mới biết được là những bộ đội chiến sĩ hậu cần địa phương.